Cô gái xinh đẹp này mỗi ngày có thể kiếm tới 1 triệu đô. Bạn tưởng cô ấy là một đại gia sao? Không phải. Cô ấy là một tên lừa đảo, chuyên chơi đùa với lũ đàn ông tồi tệ. Hôm nay, cô ấy đã để mắt tới một ông già chuyên lấy trang sức của vợ đi bán. Sau đó lấy tiền đó đánh bạc, chuyên sống bám váy phụ nữ. Josephine trước mặt tên đàn ông tồi, tỏ ra ngây thơ trong sáng. Cô cố tình hỏi nhân viên phục vụ, những thẻ đánh bạc này tính điểm như thế nào? Quả nhiên, ông ta đã mắc mồi. Ông ta thấy Josephine có vẻ rất dễ bắt nạt, liền tiến tới làm quen. Josephine cố tỏ ra rằng mình vừa trúng số xong nên có rất nhiều tiền, vì vậy mới tới sòng bạc muốn giải trí một chút. Ông ta vừa nghe vậy, lập tức muốn dùng một chiếc vòng tay trị giá 1 triệu đô bán cho Josephine để đổi lấy thẻ đánh bạc. Khi hai người chuẩn bị thực hiện giao dịch, đồng bọn của cô đóng giả cảnh sát đột nhiên xuất hiện, công khai tố Josephine là một tên lừa đảo. Cô đã lừa thẻ đánh bạc của ông lão này, vì vậy muốn bắt bớ cô ấy, còn yêu cầu cô trả lại vòng tay cho ông già kia. Lúc này, Josephine nhân cơ hội đó đã đánh cháo chiếc vòng, trả lại cho ông ta hàng giả, sau đó lấy vòng tay thật mang đi bán. Cứ như vậy, không tới 10 giây giở trò, cô ấy đã kiếm được 1 triệu đô. Bên này, cũng có một cô gái chuyên lừa đảo đang hành nghề. Cô ấy tên là Penny, chuyên lấy tình cảm để lừa gạt những tên đàn ông tồi tệ. Người đàn ông này đang chuẩn bị gặp mặt bạn gái trên mạng, xem ảnh bạn gái làm anh ta đang rất mong đợi. Nhưng lúc này, người xuất hiện trước mặt anh lại là một cô gái mập ú. Anh ta có chút chết lặng. Đây là lừa đảo tình cảm hay sao? Penny lập tức giải thích, mình là chị gái của bạn gái anh, vì em gái thấy ngực mình quá nhỏ nên không dám gặp anh ta, sợ anh ta sẽ không yêu mình, vì vậy muốn bao giờ nâng ngực xong mới tới gặp anh. Có lẽ là cần khoảng 1 năm, vì phải tiết kiệm thêm được 500 đô nữa. Anh ta nghe vậy thì lập tức muốn rút tiền mình ra cho em gái, để sớm được gặp cô bạn gái trên mạng mình hằng mong đợi. Khi chuẩn bị chuyển tiền, người bị cô lừa trước đó đã dẫn cảnh sát tới bắt cô. May mà Penny đã nấp kịp, trốn thoát khỏi cảnh sát. Như vậy, hai cô gái chuyên lừa đảo hội ngộ trên tàu hỏa, vì họ đang cùng muốn tới một nơi. Đó chính là khu nhà giàu. Penny xách theo túi to túi nhỏ, ngắm tới mục tiêu tiếp theo. Sau đó ngồi xuống ngay trước mặt đối phương. Lần này cô soạn câu chuyện em gái mình bị bọn xã hội đen bắt cóc. Mình phải ra sức tiết kiệm để cứu lấy em gái. Đã thành công làm cảm động người đàn ông, cô lừa được một bữa ăn ngon. Cho tôi một chiếc sandwich đặc biệt, 1 phần khoai tây chiên và bánh hành, 3 phần bánh ngọt và 1 cốc coca. Mánh khóe lừa đảo này, Josephine nhìn liếc qua là biết. Sau khi ăn cơm xong, Penny giả vờ mình bị động kinh nên được nâng cấp miễn phí lên khoang tàu hạng nhất, vừa hay chính là khoang Josephine đang ngồi. Penny nhìn Josephine, liền giở trò khoác lác với Josephine, nói mình là một cao thủ lừa bịp, trong ngành này không ai lợi hại hơn cô cả, trừ thần tượng của cô, huyền thoại lừa bịp Medusa. Josephine miệng cười mỉm, nhưng trong lòng khá khó chịu. Cô ấy cảm thấy Penny vốn dĩ không thể so sánh với cô, chỉ là một tên lừa bịp quèn. Ngày hôm sau, Josephine đang cùng đồng bọn chuẩn bị ra tay với đối tượng nhà giàu tiếp theo, nhưng lại phát hiện trên xe của con mồi đang chở Penny. Penny vẫn dùng bài em gái bị bắt cóc đáng thương từ tay người đàn ông giàu có lừa được vài trăm đô, sau đó dùng số tiền đó đi ăn đi chơi. Một tên bịp bợm quèn mà dám cướp địa bàn của Josephine. Josephine lập tức để đồng bọn chụp lại chứng cứ, vạch trần Penny với đại gia, còn bắt Penny vào đồn cảnh sát. Penny giả vờ mình là một người tốt bụng, cầu xin Josephine dùng tiền của Penny để mua chuộc nữ cảnh sát, để có thể thả Penny ra ngoài. Sau đó Josephine nói với Penny, người đàn ông kia đang phái người truy sát Penny, hãy mau rời khỏi đây đi. Trước khi rời đi, Josephine dặn dò Penny, sau này đừng bao giờ tới nơi này nữa. Lúc này, cuộc hội thoại của hai người, vừa hay tên bám váy vợ ở sòng bài nghe thấy, trên máy bay, ông ta chủ động tìm tới Penny, nói Josephine thực ra là một tên lừa đảo. Lúc này Penny mới ngộ ra, Josephine và cô đều là người trong ngành, lần này coi như cô đã đụng phải cao thủ rồi. Sau đó, Penny quay lại khu nhà giàu, tìm tới Josephine, nhưng cô ấy không phải tới để trả thù, mà là tới để tìm cô giáo, hy vọng Josephine sẽ dạy cô những mánh khéo lừa đảo, nếu không cô ấy sẽ báo cảnh sát. Không còn cách nào khác, Josephine chỉ đành đồng ý, kết nạp Penny để cùng đi lừa gạt. Làm thế nào để lừa tiền được của một vị tỷ phú? Trước hết bạn phải tỏ ra, mình là một cô công chúa cao quý xinh đẹp, đang tự hạ thấp mình để giao du cùng với ông ta, sau đó mê hoặc con mồi, lấy ra nhẫn kim cương để cầu hôn. Sau khi lừa được kim cương, thì nói với ông ta mình còn có một cô em gái, muốn cưới thì phải cưới cả hai chị em. Tỷ phú vừa nghe, trong lòng không kìm nổi vui sướng, trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao? Lúc này, Penny đóng giả làm em gái, giả điên giả khùng như bị tâm thần, lộ ra hàm răng vàng khè, điên điên dở dở, dọa ông tỷ phú kia, lập tức đòi từ hôn. Còn chiếc nhẫn thì sao? Cô giữ lấy đi. Dưới sự kết hợp của hai người, màn kịch này đã thu được bộn tiền. Tới ngày chia phần, Josephine lấy lý do đấy chính là tiền học phí, nên không chia cho Penny một đồng nào cả. Penny tức giận nói mình sẽ không làm nữa, sau đó đùng đùng rời đi. Đây vừa hay hợp ý của Josephine, không tốn một đồng nào,
đã có thể đuổi được Penny đi. Ngày hôm sau, Josephine tiếp tục đóng kịch, cô giả vờ chân mình đang bị thương, tới hấp dẫn một vị đại gia khác, nhưng chưa kịp bắt đầu, Penny đột nhiên xông vào, giả vờ bị ngất, ngắt quãng màn kịch của Josephine. Josephine tức tối kéo Penny ra ngoài, lôi tới chỗ bể bơi, nói một núi không thể có hai hổ được, hay là hãy cược một ván đi, tìm một người đàn ông. Ai mà lừa được của anh ta 50.000 đô trước thì người ấy thắng, người thua sẽ phải rời khỏi đây mãi mãi. Vừa dứt lời, một người đàn ông vừa hay ngã xuống bể bơi. Hai người từ chỗ nhân viên phục vụ biết được anh ta tên là Thomas, là một chuyên viên phát minh các phần mềm app, giàu có vô cùng, rất tuyệt, mục tiêu chính là anh ta. Vụ cược chính thức bắt đầu. Josephine mặc trên mình một chiếc váy đen bó sát, khoe chân dài miên man. Trên sòng bài thành công thu hút được sự chú ý của Thomas. Khi hai người đang định tìm hiểu nói chuyện kỹ hơn, Penny giả là một người mù đột nhiên xuất hiện, vì cô đã điều tra được bà của Thomas cũng là một người bị mù. Vì vậy Thomas chắc chắn sẽ có sự đồng cảm với cô. Penny cố ý nhờ Thomas giúp mình cược bài, kết quả thua sạch sành sanh, khiến Thomas vô cùng lo lắng. Sau đó là một màn thảm thiết, Thomas càng có cảm tình với Penny hơn, tuyên bố sẽ lấy ra 50.000 đô giúp Penny phẫu thuật mắt. Đồng bọn của Josephine ngồi bàn bên cạnh đã biết được kế hoạch của Penny, lập tức quay về báo với Josephine. Thomas dẫn Penny về phòng mình, lên mạng giúp cô tìm bác sĩ. Trùng hợp là bác sĩ cũng đang nghỉ ngơi ở đây. Thomas hứng khởi chạy xuống lầu, phát hiện ra bác sĩ chính là Josephine. Thì ra thông tin trên mạng đăng là của Josephine. Sau khi biết được kế hoạch của Penny, Josephine quyết làm tới cùng. Cô nói với Thomas, đợi cô ấy chữa khỏi mắt cho Penny thì Thomas phải trả cô 50.000 đô. Hơn nữa, trong lúc chữa trị, Thomas không được làm phiền cô ấy. Vì để lừa được 50.000 đô nhanh hơn, Josephine lấy cây gậy chống của Penny trực tiếp vụt qua mắt Penny. Lúc này Penny đã thực sự hoảng, nhưng mắt cô không hề chớp. Josephine nghĩ, cũng có cố gắng đó. Sau đó cô lại thổi vào mắt Penny. Penny nước mắt chảy ràn rụa. Sao tôi lại ngửi thấy mùi cá hôi vậy? Josephine không cam tâm, cô ấy thả khoai tây chiên vào bồn cầu, quét qua quét lại, sau đó đút vào miệng Penny. Penny cũng vì 50.000 đô nên đành phải cố chịu đựng. Có thể cho tôi một miếng nữa không? Thấy Penny vẫn kiên quyết giả vờ như vậy, Josephine quyết định tung chiêu độc cuối cùng. Josephine nói Penny hãy chạy nhanh qua hành lang, sau đó dừng trước cửa thang máy. Penny biết chắc Josephine có ý đồ xấu, nhưng vẫn quyết định làm theo. Josephine trực tiếp đóng sầm cửa lại. Buổi tối, Josephine lấy cớ là để chữa bệnh, đã đưa Thomas và Penny tới quán bar. Thomas cho rằng cách chữa trị này có gì đó sai sai không, nhưng Josephine nói không cần lo lắng. Nói đây là lấy độc trị độc, chỉ cần trong đầu Penny nghĩ muốn ra chơi với họ thì bệnh mù của cô ấy tự khắc sẽ khỏi. Nhìn hai người nhảy múa vui vẻ cùng nhau, Penny rất nóng lòng. Thế là nói với chị đại bên cạnh, Thomas là bạn trai cũ của cô, còn Josephine là bạn thân của cô. Vì Josephine câu dẫn quyến rũ Thomas nên Penny đã bị mù, lừa được rồi. Chị đại vô cùng thương cảm với cảnh ngộ của Penny, trong nhà vệ sinh chặn Josephine lại, muốn giúp Penny tới chót. Lúc này Penny mới có cơ hội tâm sự riêng với Thomas. Qua cuộc tâm sự, Penny biết được thực ra Thomas không giàu có như mọi người nghĩ. Anh ấy vừa bị đối tác của mình đá đít, cả người bây giờ chỉ còn lại 40.000 đô, 10.000 còn lại còn phải đi vay bà. Trong lúc nói chuyện, còn tỏ ý thích thầm Penny. Bà tôi thường nói rằng phải lấy tiền để làm việc tốt, giúp đôi mắt cô tìm lại được ánh sáng là một việc tốt, khiến Penny vô cùng cảm động. Về tới khách sạn, Penny tìm tới Josephine, muốn dừng việc cá cược lại, nói mình không muốn lừa tiền của người thật thà. Điều quan trọng nhất là Thomas yêu cô ấy. Josephine không tin, trên thế giới này không có đàn ông tốt, vì vậy cô ấy và Penny cược thêm một giao kèo mới. Ai lấy lòng được Thomas trước, người đó sẽ thắng. Sau khi hai người nói chuyện, những chị đại ở quán bar đột nhiên đi tới, vạch trần trò lừa đảo của Penny, muốn xử lý cô ấy. Còn Josephine thì nhân cơ hội mặc váy ngủ, tới phòng tìm Thomas. Quả nhiên, Thomas đúng là một cha nam, giữ Josephine lại, sau đó tắt đèn đi. Ngày hôm sau, sau một đêm bị các chị đại xử lý, Penny hấp tấp tới phòng của Thomas, hỏi thăm người phục vụ, có nhìn thấy Josephine không? Nhân viên phục vụ nói, đến bây giờ vẫn chưa thấy Josephine ra. Penny vừa nghe vậy, đã hiểu ra mình đã thua rồi, chuẩn bị rời khỏi đây. Khi đang thu dọn hành lý, Thomas đột nhiên chạy tới nói lời tạm biệt với cô, tiện thể thổ lộ tình cảm luôn. Penny lập tức đuổi theo, giả vờ trượt ngã, sau đó phục hồi thị lực. Thomas rất mừng rỡ, Penny cuối cùng cũng lấy lại được ánh sáng, nên Thomas đã thổ lộ rằng anh đã trả cho Josephine 50.000 đô. Penny vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Thomas không tiếc thân mình, nghĩ tới việc lo liệu chữa trị cho Penny. Vì vậy lúc tạm biệt ở sân bay, Penny lấy 50.000 đô tiền tiết kiệm ra chuyển cho Thomas, nói dối là em gái cô vừa trúng số. Hai người thân mật một lúc thì Thomas phải lên máy bay rồi. Máy bay vừa cất cánh, Josephine vẫn còn đang mặc áo tắm, đột nhiên xuất hiện, vừa đuổi theo máy bay vừa hét lớn, quay lại đây, quay lại mau lên, đừng bay mà,
thì ra tối qua Thomas và Josephine, giữa họ không hề xảy ra chuyện gì cả. Thomas tắt đèn xong, thì muốn cho cô xem trình chiếu của chiếc app anh ấy vừa tạo ra, và đã thành công dụ dỗ Josephine, đầu tư cho anh ta 50.000 đô, còn trộm đi cả đồ hiệu túi xách giày dép của cô. Đúng lúc này, Thomas nhắn tới một tin nhắn. Thực ra anh ta chính là tên trùm lừa bịp, con cháu của Medusa. Penny lúc này mới ngộ ra, 50.000 đô của mình bị cao thủ thực sự lừa mất rồi. Từ đó trở đi, hai người trải qua việc bị lừa cay cú 100.000 đô, trở thành chị em tốt hoạn nạn có nhau. Hai tuần sau đó, Penny quyết định rời khỏi đây. Josephine lấy số tiền trước đây lừa được, chia cho Penny khi hai người họ đang ôm nhau thắm thiết. Thomas dẫn theo một tốp quý bà giàu có tới tham quan biệt thự của Josephine. Sau đó nói với họ, hy vọng có thể hợp tác với hai cô gái, cùng nhau lừa bịp tốp quý bà giàu có kia, đánh một mẻ cá lớn. Bộ phim kết thúc tại đây. Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Hãy nhớ bấm nút like và theo dõi nhé, để xem những video thú vị.